Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Beat Bom VN. Trời, lần này mình nói đúng rồi á. Mình là Quốc Tường. Mình là mình. Thì tại vì Ngược lại. khứng nghiệp, tại vì mừng quá lần này đọc đúng kênh Beat Bom VN đàng hoàng, không còn cứ đọc hổm, cứ đọc Beat Bang hoài. Mừng gần chết rồi. Thì tập này thì đâu thì chắc là tiếp tục làm cái ấy đây, gần đây có cái nồn này, là đây chiếm cái nồn ngay đây đi. Chiếm đi. Ấy xuống chiếm nồng rồi, đây bốn Đâu mấy cái mét nồn nữa đâu? À cái nồn chứ à, rồi, rồi cái xuống nồng chiếm nhớ cái nồn đây, chạy xe đi. kiếm Cái đâu? coi kiếm Bình cái thường thôi xe mà. rồi Lo ba gì trăm chạy mấy mét bộ luôn. gì Tao nãy tao bắn chết cái con Harry Potter thấy không chưa? đâu Tao à sử ấy dụng ấy một cây cun thôi. kim cương Kim cương lấy đi. ôi mất khúc máu tao, có nhỏ thì có kim cương, có chim À, cương này. làm như chuyên nghiệp chơi rồi Ừ, anh em. nửa đêm mà đi đâu trong rừng đây, Đổi súng đồ liên tục. hai con nhỏ này đâu mà nửa đêm đi trong rừng đây trời. Ghê chưa, đây là gọi là trình độ đỉnh cao đẳng cấp. Nói chuyện này chỉ ta đi con thiệt chứ cảnh ta. Từ từ ta chỉ đó, ta Vừa chỉ đi cho vừa đó. nói. Rồi đi. Đi sao? À gấu bắt gấu. Ê bị con gì, con lửng rồi, con nhỏ đó chết luôn rồi. Chết rồi Cho nó mày cái chứ. mày Cái đó là láo mà. làm tài lanh á. Ê mày cầm súng dục mà bị để con hỏi này bắt trời bắn giết chết mày thấy không? Gà thiệt chứ. Đó là gọi là ngu, tỏ ra nguy hiểm đấy. Bởi vậy à, thực Ngộn tế ở trong Far Cry 5 nó không phải là Ngộn phải con không? Horny bắt trời, nó có những cái loại gần giống giống như vậy á, Ừ, nó tại loại thấy gần giống như cái thân con hình nó Horny. giống á. Ừ, nó giống giống ở Horny Badger thì nó là thuộc dạng con lửng mặt, thì nó ở trong rừng. Còn 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 cái con này chắc là cái con trong phim mà Đến Thượng Đế cũng cừ, thằng mà cái con mà cắn vô đôi giày thằng kia. Mà nói chung là nó cũng có như một dòng họ nhau Xả mày nhật ơi, thân cái cung liền. nó một cái Bất thể tiện loại cắn nó hạ sông nhả. điêu á anh em. Đâu rồi, phải hạ thêm con điêu nữa mới hành sông điêu được. Đây. Mày đổi gì chơi bắn trước mày, Tao bắn rồi mà mày. em biết tao đâu tưởng đâu mày đâu bắn đó, Tao tao thấy là tao tao lại tao ôi hên hên nó chưa thấy á. Cái gọi là sửa trình xe trình này cao à. mà. Đây có thằng có này, có đây nè, đáng lẽ nãy quên để Tao con đi chó quay vô qua là đây. dễ hơn rồi. Mày nhìn mày Chưa kịp thấy đâu cưng. Không ôi ngồi trời ngồi hả mày? Ủa mày này sao chạy như lát vậy? Mày đưa cái mã não lên hốt liền. không ai biết Vậy gì luôn, chứ làm sao biết được, vô đỉnh chỉnh đồn cao là nó mà. âm thầm nhé. Ê mày nhớ cái đồn này Đó không là gọi ta? là âm thầm tập kích trong đêm. Mày nhớ cái đồn này không? À Đồn mà có bé nhỏ đại nhân chạy tới á. cái này là gọi là Tào Tháo tập kích Ô Sào. Nhưng mà giờ không thấy vết nhỏ đại nhân nữa, giờ lại tao theo chưa nhiệm vụ tao làm chưa của kịp trại cho nó chạy tới. lại lẩm tên luôn á nha. Mất Vậy hết mấy cái tên của tao. Bởi vì tao cũng chưa kịp làm tên. Quên phải nói chuyện với mẹ này xong mới được. Nói chuyện với mụ nó đi. Đang nói chuyện cái bỏ đi, Đó, thèm vết nhỏ nói đại mày. nhân xuống xe như đúng rồi luôn. Yeah. Mày Cái nồm của vết nhỏ đại nhân. mày bởi vậy mày không chứng kiến tận mắt, còn tao đứng đây tao chứng kiến tận mắt là vết nhỏ là từ xe bước ra như một vị thần, như một vị thánh luôn. Nó sẽ Ghê có một lắm. đoạn slow motion, là tao sẽ làm một đoạn slow motion cho lúc mà bé nhỏ đại nhân bước xuống xe. Đợi đợi mở cửa ra đóng cái bụp lại. Bóp lỡ ghê lắm. Đâu đâu Nhìn đâu kinh bòm này luôn đó. À trời trời trời, đứng cái tướng như mày. Bếp nhỏ để nhân. Chờ Đó đây bây là giờ đặt rút súng tên ra kìa. hết. Bếp nhỏ để nhân cái nhiệm vụ kìa mày. Gì Tụi vậy? nào nào bắn xong cứ cuốc làm như ngạc nhiên bất Quên kêu ngờ. con chó ra để cho nó phát hiện cái ấy. Mino thâm quần. Quần phát hiện thì chứ tối ngày cứ đòi con cù bắp này mà không phát hiện được cái vị trí tầm nhìn. Không phát hiện như vậy mới hấp dẫn chứ. Nó có những cái đúc lúc những cái đoạn gay cấn.
Thôi bán súng đi bà. Khóa này gì sao mở đâu không được. Nào chơi ăn khóa ổ khóa bắt nhân à. Ờ gì. Đó, Mino thông quần ra, chạy như lát liền. Kiếm mớ đồ rồi mình cũng không kiếm tiền gì hết. Ồ, bởi vì mình quỷ này mày sâu cái gì vậy? Mày sâu cái gì trên gốc cây trên nè? Đang mua đồ. Không, tao kêu cái con quỷ bán đồ này sâu đi. Xạo lờ nó. Ôi, không biết chừng nào mở được cái cung trời. Trời. Mình thấy mình phải không? Kiếm. Mình phải kiếm được một cái khu dưới đây mình sẽ được mở thành được 4 lót súng. Phải mua được cái gì đó nghe nó dữ dội hơn. Ấy đúng rồi. Cũng giảm thanh không? Gì? AK cũng đang có giảm thanh không? Súng trong đây súng Mỹ thì cây nào không có đồng giảm thanh. Tao phải bắn AK cũng đang mới được. Ok AK đang bắn cây. Tao mua chiếc xe ra mới được. Xe địa hình tao đâu rồi? Thay thế liền. Coi 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 mấy xe này có đầu tàu xe của bắp không? Làm gì cái nào xe giảm này thanh mà chạy trong đây làm gì cũng 1600 đây, 3600. Ui. Tao bắn cái đùng liền luôn á, thôi kệ, mua chơi thôi anh em. Mấy chiếc mình này mua chơi vui mà có đâu. Xe bạc tải rồi mua máy cày. Ra để mình mua xe đổi cho đẹp đẹp tí coi, cho ngầu ngầu tí coi. Tại sao chiếc này lại mắc hơn vậy? 2000. Cái tem này gì tới 700 6 dữ vậy? Này mắc hơn nè, chiếc 2300. Mình thấy hai tem này đẹp nè anh em. Ti là 500 với tem 1200, trời tem 1200 mà không đẹp. Vậy gì đẹp nữa. Với tem này em mua tem 1200 ha. Ồ vậy mình mua chiếc này. Dạ giờ giàu có điều kiện mua súng AK cũng đang bắn chư vậy đó. Tao vẫn trung thành xài cung. Ủa xe tao đâu? Không có giảm thanh mà. Mua nào giảm bỏ vô. Tao quên AK cũng đang không có giảm thanh không, nó không bán luôn. Kỳ vậy. Quên, cái cây này không có nòng giảm thanh. Cái cây này bắn nó giật kinh lắm. Tao tính chữ nó lừa gạt tao, tao mua xe mà không không có xe cho tao. Tao thử nè. Ủa gì? Trời đất ơi, mày coi Miner thăm quận vô duyên không mày? Tao vừa lên xe nhảy lên lái luôn kìa. Còn chỗ cho mày không? Ờ lái đi đi. Mày đánh dấu một địa điểm cái bắt đầu chạy tới à. Cho lái luôn đi. Tính làm nhiệm vụ của bé nhỏ đại nhân. À giờ nó làm vậy. Làm gì vậy mày này, làm gì vậy? Thôi mình đi lấy chim cương làm đi. Làm gì mà đậu đù lên cò luôn ghê á. Mày đâu quần lái vậy hả? Ừ. Không. Ghê vậy. Tao thấy nó lấy em xe lái sao em mà. Em lái sao em chịu đạp nhỏ kế bên xuống em. Anh với em đi. Tao để cung vô mặt nó giờ cho nó. Cái vừa nói xong quay mặt ra cầm cây súng mày. Vừa nói xong cái quay mặt qua chứ cầm cây súng tao luôn. Có sao lời chưa? Nó vừa chữ đó. Ca cũng đã khó bắn quá. Bắn cái là cái đụng. Ồ kỹ thuật vừa lái xe vừa quan sát tôi ghê thiệt. Kinh khủng vậy thôi chứ. Vừa lái xe vừa cầm súng quan sát chưa? Đúc đầu ra vô cừ quay qua cừ. Ủa cái thằng này. Thằng này mới tông cái. Nói nó cái nó quay qua nó cừ mày. Thằng mình gặp phải ma hay gì vậy ta. Ủa bà nội này đưa cái mặt vô tưởng đâu hung con tao chứ hết hồn. Cái gớm. Mặt thì gớm gì. Ước mơ mà không được thực hiện đó. Trời ơi, đưa mặt qua nữa bà nội. Ê, sao chạy bỏ tao rồi. Thì bỏ mày thôi chứ. Nè, nghe. Nghe nó hung, tao vừa mới nói tiếng cái bắt đầu chụp tao xuống xe luôn. Giận lẫy nha. Dạ con này con của mày nó bị lét rồi mày ơi. Được lắm. Con của mày lét nó bị lét rồi lét. Con nhỏ này nè. Gì ba. Lái xe vô lên tung xe tao nữa con. Ganh tị à. Rồi xong rồi. Đây coi có lái đồ gì không. Lái một tốc độ cao. Đây là gì đây. Lụm khí liền. Vị trí kim cương hả. Thấy tao nhìn chỗ này quen lắm á. Quen chứ. Cái nhà ở đây nè. Có chìa khóa gì lên đây không. Vô liền. Lụm được chìa khóa chưa? Rồi. Tao lẹ lắm mày ơi. Cái gì chứ cái chuyện mà lụm lùng chìa khóa tao nhanh lắm. Tốc độ master đấy. Còn gì nữa không ta?
Đâu xuống đây rồi sao quên rồi. Ôi mở cửa làm cái đùng. Đâu? Đây túi nitro gì xuống đây. Xuống liền. Đây có đồ quý ở đây mà ngu dại gì không xuống lụm. Xây tầng hầm dưới đây đã hả mày? Phải ước gì mình cũng có cái tầng hầm dưới đây. Rồi rồi để mở cầu dao. Rồi nổ đẳng rồi. Đẳng không? Làm gì nghe kinh vòm vậy? Chấn động thiên địa, rống miner thành vòm ngoài không? Trời ơi chạy đi. Rồi vô được rồi. Ok rồi đó. Rồi miner thành vòm ở trên hỏi lìa kìa. Trời nó đi. Nó kêu cái gì nó hoàn toàn mở cửa tủ ra coi. Anh có sao không? Anh chết chưa? Tao thấy hỏi tao mày ơi. Sao mở tủ lấy tiền ba? Mở tủ gì? Có cái tủ đó mà. Mày nó không quản chết rảnh này kìa. À vậy là cầu cứu rảnh hả? Đâu. Thì ra nãy giờ cầu cứu. Tao lên không kịp rồi. Trời ơi coi kìa. Anh nhiệt tình chưa? Không, vừa lẫn luôn. Vội mặc chiếc áo bước mau nhưng tìm em trốn nào bước trong ánh đèn trước mắt toàn là bóng đen. Vãi thiệt chứ. Vừa lỡ luôn á, ta đứng nhìn. Rồi cái xác gì vậy đây? Nay gọi là đứng nhìn trong vô vọng. Gì vậy? Làm gì vậy? Gọi chó ra. Chó của tao. Ơi. Gì vậy? Ôm xác đi làm gì cha? Mày làm gì vậy? Mày sôi làm sao? Làm sao mà ngăn? Tao thấy mày ôm cái đít đó kìa. Rồi vô trong bụi rồi. Nằm xuống, ngồi xuống trong đó rồi, đang nhảy lên nhảy xuống li lẹ đó. Rồi. Trời ơi. Làm gì đó rồi. Mày thấy nó giật ghê chưa? Hàng của anh nhỏ quá là không được rồi. Mày thấy Mino không vận giật kinh chưa? Đâu. Cái xác nó giật giật á, có bên tao thấy à. Ra rồi. Đúng không? Đi làm vụ. Đó đó làm gì cha? À kiểu như không cho tao nhìn như gì. Biến đi chung khác đi, chỗ mà ăn mà lợi mà có thằng mà ngồi xôi chứ đi vậy nữa chứ. Không thể nào mà làm ăn được cái gì hết. Tao tính đâu, tao chạy xe lại, tao tông vô cái chỗ mà ăn của mày. Đâu chạy về chỗ của bét nhỏ đại nhân đi. Càng của trà bắn bơi. Có điều là nó không có giảm thanh. Bắn không có đã cho lắm. Nhưng mà được cái là nồng nhắm mà làm cái nhắm rôm từ xa. Cái này là dạng là rôm ít 4 nè. Ủa ta chưa tắt UDK hay gì vậy rồi. Đu trái xe rồi. Thôi tao thấy gì đây? Ủa tao tắt UDK rồi sao nãy pha nãy tao chạy kỳ vậy? Ủa sao vậy? Ở sắp về tới nhà luôn hay rồi. Kẹt xe luôn rồi, xe kẹt trong đó cục đá rồi. Ê có nào học kỹ năng sửa xe không? Tao không có học. Tao đâu có rảnh tao học kỹ năng sửa xe đó. Tao học cái kỹ năng nào mà nó giúp ích, nó bổ ích. Nó chẳng hạn như giờ vậy nè, nó này đã bổ ích nè. Rồi nào bổ ích nữa ta. Ý, mất khúc máu tao. Rồi giờ nói chuyện với bét nhỏ đại nhân. Thì chứ mất cái xe ở tao. Mấy cái câu cá là bao nhiêu người cá thôi không học cái này. Cái này là gì nè. Check the Golden Valley gas station and get it back before it's gone for good. Sẽ học cái chân này ha. Đó. Mình rồi, đi cho nó lẹ. Chạy rồi tụi nó mình lướt như gió luôn. Coi kỹ năng ta học cái gì đây. Ủa, đây kỹ năng nằm đây. Kỹ năng tao quá trời. 23 điểm kỹ năng. Quá nhiều. Sao nó đến 23 điểm mình có 17 điểm ta. Tại tao không học á. Rồi nhận vụ đi. Này phải là phải một trung sĩ, một sĩ quan gì bị hạ. Có nghĩa là mình phải giết gì vậy cha?
phải chiếm một khu vực. Lâu bắn lạc đạn tí mà làm gì ghê chứ. Thôi học ba kỹ năng câu cá gì, sửa xe. Ủa đây học sửa xe nè, câu cá nè. Ừ, kỹ năng từ mấy kỹ năng này kim cương nè, Akakunda bắn rớt máy bay luôn, có giỡn được. Kỹ này kỹ năng máu này mà nãy mình không học, mình là phải học mấy kỹ năng này trước. Rồi Akakunda mạnh vậy luôn hả? Đúng rồi, mày bắn banh máy bay của người ta luôn, tao tính lấy máy bay làm vụ. Máy bay này của người ta gì, máy bay của mấy đó chứ, của người ta gì. Ủa nói chuyện với mấy nhỏ đại nhân sao là bắn hết 6 viên là coi như là cái máy bay đó tiêu tan rồi. Vậy là mấy máy bay là chuẩn bị xác định với tao đi, tao khỏi cần phải súng phóng lựu mà phải bắn canh chừng chứ cho mệt. Nhiệm vụ của nhà bé nhỏ là bắn rất này liền. Kiếm nhiệm vụ của bé nhỏ hả? Đây nhiệm vụ của bé nhỏ chạy 500 mấy mét nè. Nhờ xe đâu vậy? Bộ mày lấy xe ra gì đâu? Xe tao nãy cháy rồi, để tao mua thêm chiếc nữa. Để tao chạy bộ lại đó. Tao mua thêm chiếc xe nữa. Không chạy dọc đường rước tao nha. À lấy được nè. Ôi bọn tẩy não. Anh em hãy xem đây. Phải rồi. Cái gì vậy? Trời, cái nhướng cái gì đây vậy? Trời, giờ nhướng cái gì lên xe luôn rồi. Ô mấy này chạy như lát rồi á. Nhướng liền. Núp trong tàu. Akakunda tuy bắn tiếng lớn nhưng mà tao hạ hết. Mày thấy chưa? Mày thấy gơi gớm gì chưa nè, chó nè. Chết rồi. Chó gì đây? Con chó mà bắn trúng đạn là coi như nhíu liền. Cái cool nó hình như đầu đạn có 14 ly lần á. Ừ, Akakunda mạnh mà. Bắn giật lắm á, hàng chi đâu có nồng giảm thanh đâu. Bắn phát là đi liền á. Gấu, gấu. Gì gấu hả? Đấy, đại chiến luôn. Sao không lấy cung giết gấu nhiều da mày? Mày. Tao lấy cung để giết nhiều da. Cung gì? Giếm bắn cạp đít tao cung giết gì đây nữa. Ê quay. Nè, nhiều hâu nè. Thôi gì nào bắn hả? Về xe nó không chết luôn kìa. Thôi kệ nó, bỏ đi làm dù có bét nhỏ đi. Tốn hết 2 viên đạn cả cái tao. Nhanh lên. Phải tàu nó. Các tao dữ lắm chứ bộ. Không chơi cái súng này được. Rơm xa nữa. Máu dưới kìa. Ê nãy có bình cái hộp máu dưới đường. Tao thấy mà. Tình bay xuống dưới liều mạng tôi lụm á chứ mà thôi. Rồi bây giờ cứ lũ lên đến gì đang đây. Có nào có tụi trái bắn không? Ồ. Ba thằng. Ồ, lấy ông nhòm luôn hả? Rồi ok rồi đó. Thôi mình theo dõi tụi nó mày ơi. Không phải giết tụi nó đâu. Mấy thằng đó thấy mày rồi kìa. Mấy thằng quỷ này. Và bị phát hiện rồi. Rồi nó đi rồi, lên xe dí theo. Bám theo mau lên. Đừng có giết nó nha. Theo dõi để vô sào huyệt của tụi nó. Theo dõi? Phát hiện vậy mà theo dõi gì nữa. Chạy đi, chạy xe địa hình dữ lắm mà, tao tin tưởng ở mày. Ừ, đúng rồi, hay lắm. Bàn, nó bàn không chạy luôn em chơi. Ồ, nó thấy tao né nhỏ bán súng ghê không? Trời ơi, hồi nãy mày nhảy cái đó là cái là ngon luôn rồi. Đến dưới cái cọc gì đây nè. Không à. Cái này không trả, cái cú bắt rớt kìa. Rồi, xong rồi. Ồ. Xây xe luôn. Ghê đấy. Cố bám cho nó đi. Bám xem mà chạy nhanh lên xe nó là cái chắc rồi. Tao bắn nó cái chết liền luôn. Từ từ thôi. Tao không ngờ tao mày theo dõi một cách sổ sàng vậy luôn á Vinh. Bởi vậy xe chạy chậm quá mà. Rồi chặn đầu đường đó lên chứ. Đây nó đây. Mình
phải cố gắng lết xác dí được nó lên tới sao Việt, nhổ cỏ với nhổ tận gốc. Nói chứ tận gốc là thằng cha già kia là chúa hết. Này là mình là phải vô trong đó để bắt cái ổ ma túy giống như vậy đó. Ừ. Bây giờ mày, là mình mày là muốn bắt tội tội phạm ma túy là phải bắt được thằng trùm nó. Đúng rồi. Thì bây giờ thằng trùm nó không có ra mặt thì sao? Kìa, chắc chắn là mình phải kìa. Từ từ cái lỗi tài lanh nó hỗ trợ kìa. Triệt hết là bắt đầu cái mình mới bắt được trùm nó mới ra tay. Trời ơi, chết ngắt mẹ luôn. Nó luôn hả? Đâu cái chết ngắt. Đang bám theo đi nó đâu rồi? Nó nè. AK của ta chỉ một viên thôi là cũng như đây mày, mình giết nó là chân. Mình bám theo nó mày. Để thử coi đi theo nó coi nó đâu. Tao bắn rồi. Giết nó. Nè bóng tối được cưng. AK của ta lấy, chỉ lấy chiếc xe này thôi, lấy chiếc xe này đúng rồi. Giết nó lấy xe này. Xe robot. Dí lẹ đi. Nó bắn vào lát trái xe luôn. Chạy nó. Nó đâu rồi? Cái gì vậy? Mày tưởng nó bị chọi bơm mù là mày ngon hả? Còn nào nữa hả? Rồi mang xe về. Mày lấy xe đó thì tao lấy xe này. Mày hả mày? Quên, như tao phải lên mới... ra mày đặt, mày đặt mày chiêu hàng gì hả? Cái gì nữa đây? Gì gấu chó gì đây rớt nữa? Liền. Đó, mày kêu lấy cung mày bắn cho nhiều da đi, lấy bắn đi. Cậu đâu? Ủa mày thằng này nhìn giống cái thằng cảnh sát trưởng mày, thằng này nãy lợn nó nói gì vậy tao nè? Không, đầu quăng này khác, mày đã xăm mình đây. Lên xe. Giống mày ơi. Lộn. Phải dục, tạm thời dục chiếc xe mình đây rồi. Ừ, cái chục thôi. Rồi, đi. Coi vị trí là nhiệm vụ. Ủa, đi, nãy giờ anh đánh có vòng mày. Ừ. Quên. Cướp cái xe này. Làm phải dùng chiếc xe tao kìa. Dùng xe này, lấy xe này cũng đồ vít vậy. Coi xe này bắn được nào, thấy chưa? Thấy chuẩn hết trong tầm bắn nè. Hình như làm trong vụ này mở cho mình chiếc xe á. Ừ. Là nãy giờ dí nó nguyên một vòng. Mày dí chi đó? Chạy đẳng nữa. Cái gì tao thấy nào trên đường tao bóp cò. Nè chẳng hạn như trái rắn này nè. Giết nó. Bao nhiêu đó đạn mà chịu nổi không? Một khối xe luôn chết, nè. Trước khi chết mà mở cửa xe ra. Sao? Biết khối xe này. Mày biết khối xe này lý do tại sao không bóp không mà đánh bắn AK của ta vô á. Trâu bò nè. Câu bò nè. Lấy da luôn. Nói gì nữa đó, lấy da bán. Trời ơi, nó thiếu thốn quá vậy luôn hả? Lấy được 2 miếng da mày đụng chết, lấy được 2 miếng da. Sửa xe cái. Cầm tay chết vậy, thằng kia sao chạy. Kia chết luôn, không biết sao giờ. Thợ xe kiến chú hậu gì ở mà đột ngầu. Biết bao nhiêu đạn mà chống gì nổi. Chạy xe chết chục này đây luôn. Đây nữa nè. Ghê chưa? Chục phết. Ủa ơi, quỷ già cơ. Mày đụng ba nhỏ nó bự lắm nha. Tao thắng đó. Tao lấy cái hàng này tao đi chích vô người nữa cái. Rồi. Làm vụ gì đó đi. Gì cha? Con cầm còn súng đây nữa. Tao thấy hai nào đây nè. Tao thấy nó không thể nào mà ngó lơ để yên được. Rồi là đi nè, bé nhỏ lên xe rồi nè. Mày bắn gà lắm, để bé nhỏ bắn cho nè. Lên. Thấy không, lên đi để bé nhỏ bắn. Cây này bắn giật quá kìa. Đồ quá giật luôn. Ghế sao luôn. Ghế sao cho an toàn mày. Ôi, mặt mém chết. Mấy nhỏ làm gì mới la thấy ớn mà không thấy viên đạn nào vô đầu nữa hết vậy. Bắn sờ lờ nữa, bắn vậy.
ôi 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 thôi mà thôi bỏ đi. Này là luồng háng bét nhỏ bắn 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 trúng được một đối phương là mới hay nè. Trời ơi coi tu đó bắn nó á. Biết tao đi đường này đúng không ta? Tao không có map nữa. Sao đâu, nó hiện lên vậy đi, chạy đúng thôi. Đi ngay bóc tới đó là được cái gì? Lo gì ơi. Giết tụi nó. Ôi, xây xe luôn. Rồi tụi nó chết nhỏ bắn bốc khói luôn, ghê rồi, cháy xe luôn rồi. Là thì ở ngoài. Búp. Tiếp mà. Ê ê, âm thầm đi vào, âm thầm đi vào. Phá cái gì á? Tao không có súng sụp rồi. Akashinda chị. Điên. Từ từ bắn tấn công thầm lặng đi. Tao biết tấn công thầm lặng chứ. Làm gì vậy? Bắn cùng. Tao vừa mới nhòm ra được cái thằng luôn á. Tao qua đây, mày đi qua đường kia bọc qua đi. Không có con chó. Ta. Cần gì tao? Thôi tao thấy rồi. Mấy già không biết sao luôn. Hay lắm. Mày hả? Mày đưa cái đầu trọc lại đây cho tao lên cung. Ai vậy? Nè. Mày hả? Mày bắn mấy cái thùng này đi mày. Mày có gà súng mà. Gà tay cá tao nè. Gà dí, gà dí. Gà này không phải gà ARK đâu. Ủa con gà đó nó dữ lắm á. Thì đó. Nó sẽ sử dụng Akakuda. Giờ sử dụng mấy loại này cho rẻ tiền anh em. Bắn mấy kia tốn đạn quá chưa gì nói. Thôi gặp con quả đây nữa. Đó, ok à, rồi. Xong rồi, bắt đầu trốn dáng rồi. Chính rồi, cận ghi xuống thôn. Mất quá, tốn đạn tí thôi. Đây có đồ đạc gì trong đây không? Đã bị gà dí quán quá chưa lụm đồ, chưa lụm gì hết à. Lụm được 6 viên đạn Akakunda. Không có gì trong đây hết. Lụm được con ốp à trời. Từ nằm yêu vậy. Rồi, xong nhiệm vụ. Rồi, xong nhiệm rồi đó. Nhiệm vụ của bé nhỏ, từ nay chúng ta sẽ chia tay nhau vĩnh viễn. Dạ không còn gặp nữa. Ơi, rồi nhìn mặt như xấu hiền với mày. Nhân từ mà mày. Ê trời, liếc xéo nữa kìa, liếc xéo kìa. Rồi, thì bây giờ tụi mình sẽ kết thúc video này tại đây. Các bạn cảm thấy sao video này thì hãy để lại bình luận bên dưới. Và mọi ý kiến đóng góp của các bạn là sẽ thành công mình trong tương lai. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Xin chào.